Điều thứ hai quan trọng nhất á là mông to, là mông to, là mông to. Cái gì to? Mông. Anh Quyền Linh xem giùm em cái mông có to. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Rồi, em gái giới thiệu đi cưng. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào và em bên cạnh. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Yến, năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên kế toán. Em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Yến? Dạ, quê em ở Tiền Giang. Mời bạn trai giới thiệu. Đầu tiên em xin chào MC Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Trời, giọng hai người này giống nhau quá ha. Và chào bạn gái ở bên kia. Em xin giới thiệu, tên em là Trần Kim Hưng, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là kỹ sư phần mềm về mảng điện thoại di động, tức là viết phần mềm trên điện thoại di động. Em cũng có kinh doanh thêm, tức là mình tự mình mở công ty riêng, mình cũng làm về phần mềm luôn. Và mình cũng có kinh doanh một cái mảng ăn uống nữa. Dạ. Giỏi vậy ta? Dạ. Biết là làm kỹ sư phần mềm thì nó rất là khô khan, tức là mấy anh lập trình thì tối ngày mấy ảnh đối mặt với cái máy thôi. Rất là khô khan, là có nhiều người là nói là cứ đóng cái khu lại nhốt nó giống như mấy con thú ở trong cổng này, nó tự nó làm, đừng có động vô, tại vì đôi khi mình suy nghĩ á nó stress nặng mà đụng vô thì nó cắn. Đôi khi em cũng có như vậy, cái đó là cái khuyết điểm của mình. Nhưng mà cái ưu điểm ở bên ngoài thì em cũng có rất là nhiều tài lẻ để bù lại, thì mình thấy mình cũng có năng khiếu hài hước, cho nên em đi thi Việt Nam Idol mấy lần em rớt. Được. Đâu em có tài lẻ gì em thể hiện vài tài lẻ nghe thật coi thử thôi. Đôi khi em coi đá banh á, với bạn bè thì em có thể bình luận, cái mấy bạn em nói ồ vậy thôi mày lên mày thấy cái mấy ông bình luận đó luôn đi. Rồi. Rồi bây giờ anh mướn nè. Dạ. Đội tuyển Việt Nam đá với Philippines. Hiện thì đội tuyển Việt Nam đang vào những phút 88 gần 89 của trận đấu rồi, thì Việt Nam đang bị Philippines dẫn 1-0. Và chúng ta cũng rất là nhiều khán giả đang rất là nóng lòng, kể cả MC Quyền Linh ngồi bên đây kế bên tôi, mà bây giờ anh Quyền Linh cũng đang rất là trâu mày đấu mặt với tôi. Thật sự là rất là khó khăn, và Việt Nam đang mong một cái lứa U như thế này, lần này là chúng ta sẽ đoạt cúp. Đừng vào. Và vào rồi. Công Phượng đã ghi một bàn thắng rất là tuyệt vời. Em nói nhiều quá cho nên em không bình luận kịp luôn. Công Phượng xuất quay quá sai. Tỷ số là 1-0 rồi. Rồi tới nữa. Không đều, rồi. Đều đá vô chết vô rồi. Bây giờ quán đang dẫn lên. Bình phù 2 phút bù giờ luôn, 2 phút bù giờ cho trận đấu. Và tiếp. Bây giờ em bây giờ em sẽ không nói nhiều nữa. Bây giờ em không có nói chuyện về cầu thủ nữa, mà em nói về ông Park Hang-seo đi. Ông Park Hang-seo đang đứng ở ngoài và tất cả các cổ động viên của Việt Nam bây giờ đã đứng ngứng lên. Bây giờ chúng ta có đồng hồ phạt quả góc, quả phạt góc này sẽ như thế nào? Anh Đức là người chuyên gia đánh đầu của Việt Nam. Còn 30 giây nữa rồi. Đội Việt Nam đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng với cái pha đá phạt góc này. Hầu như là bây giờ chúng ta đứng lên 20 giây cuối cùng rồi. Bây giờ rồi có tranh chấp nhau trong tay đôi trong cái sân đó, rồi trọng tài cho đá lại quả phạt góc. Anh cứ rồi đá 10 giây cuối cùng, và Văn Quý sẽ là người thực hiện. Kêu Việt Nam chúng ta sẽ bước vào trận đá lượt về. Này, chúng ta mới đá lượt đi thôi anh, tại vì kỳ này AFF của chúng ta đá hai lượt đi lẫn lượt về. Thôi nha, 2-1. Dạ, coi như ăn 2-1 là trên sân nhà là chúng ta lợi thế rồi. Đó. Dạ. Đó hết rồi đó, đá banh xong rồi đó. Dạ, dạ, em đá xong hết trận rồi chị. Hay quá. Em ơi, bạn gái về rồi. Tôi nó mê bóng đá không có về được. Bạn ơi, để hỏi đi, hỏi nha. Hỏi bạn đi, ơi, bạn có mê bóng đá không bạn? Dạ có, em cũng có hay đi xem đống bóng đá à. Ngoài bóng đá ra thì em còn thích cái gì nữa? Dạ em thích võ thuật. Sao em thấy nguy hiểm quá. Võ nào vậy bạn? Dạ em học judo và jiu-jitsu à. Chết rồi. Mấy người bình luận xàm là hay ăn võ lắm á. Dạ cho nên em nghe rõ là em đổ mồ hôi rồi chị. Rồi thôi được rồi, bây giờ rồi. Bên đây có tài rồi. Bên kia giới thiệu một chút xíu. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là em biết tiếng Anh, tiếng Hoa. Em rất là thích kinh doanh. Và khi mà nghe anh bên cạnh nói thì em cảm thấy rất là vào cái hình mẫu của mình. Hợp ha. Dạ. Rồi điểm yếu của mình. Và điểm yếu của em là em nấu ăn không có ngon. Với lại em rất là dễ khóc khi mà thấy cái gì mà khổ là mình rớt nước mắt ạ. Vậy còn tình trường mình thì sao? Dạ tình trường của em có 2 mối tình vào thời sinh viên. Vậy là mình ở không bao lâu rồi? Em ở không 1 năm rồi. Lý do sao? Tại sao 2 mối tình trước mà mình chia tay? Mối tình gần đây nhất là em định hướng làm việc ở Sài Gòn, nhưng mà anh ấy làm việc ở Tiền Giang, cho nên hai người dừng lại. Trời đất ơi, chỉ có chút xíu đó mà Sài dừng Gòn lại ở Tiền Giang có một tí teo hà. Tình yêu chưa có đủ lớn nó vậy đó, gặp đúng người rồi ở đâu cũng theo hết trơn á.
Rồi, có mấy tình trường. Tình trường của em thì em được 3 mối tình. Mối tình ở sinh viên là nhiều. Rồi. Cũng có một mối tình giống bạn đó là yêu xa, cho nên là sao mà cách lòng thì không quen nhau nữa. Xa là ở đâu? Ở Cần Thơ là ngang thôi. Vĩnh Long qua Cần Thơ mà chia tay luôn hả? Không, mà lúc đó em học ở thành phố luôn chị. Được rồi. Mẫu giờ... người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em là thứ nhất là cao, khoảng 1m65. Cái điều thứ hai quan trọng nhất á là mông to. Cái gì to? Mông. Anh Quyền Linh xem giùm em cái mông có to. Nhưng tại sao lại em thích mông to? Tại vì em theo cái nghiên cứu của Nga thì những người mông to thì rất là chung thủy. Có không? Có à. Rồi. Được. Rồi gì nữa, tiêu chuẩn gì nữa? Rất là thích kinh doanh cho nên em cũng muốn bạn trai cũng rất là thích kinh doanh giống mình. Rồi, anh thấy cũng ổn đó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, em không thích người bạn trai nói tục chửi thề, hút thuốc. Có chửi thề không? Dạ, em ghét cái đó lắm. À. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ, em không hút thuốc, cũng không có rượu bia, tức là không có nhậu nhẹt, bê tha. Bạn trai em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì nói chung em bạn gái thì khoảng 1m55, đa phần em thích về cái tính cách cá tính hơn nhiều hơn là về cái mẫu ngoại hình bên ngoài. Nhưng mà có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích người bạn gái là sao ta? Nó hơi nhõng nhẽo nhiều quá. Bây giờ chừng nào được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Chắc khoảng 1 năm đến 2 năm nữa. Nhưng mà em đã sẵn sàng có được cái gì, chuẩn bị gì chưa? Hiện thì em có đến năm 2019 thì cái căn chung cư họ sẽ hoàn tất cho em. Dạ, tức là đã mua trước rồi. Như vậy là cũng có kế hoạch, có nhà, có cửa riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Được rồi đó, thấy cơ bản là cũng ổn á. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Dạ, hôm nay em đi cùng mẹ, anh hai và đồng nghiệp của em ạ. Rồi, cho chị gặp mẹ em. Dạ, em chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Ngọc Yến thì biết quan tâm chăm sóc gia đình, là biết quan tâm mọi người xung quanh. Còn nhận xét cháu trai bên này thì thấy cháu cũng vui vẻ, cũng hoạt bát và cũng có công việc ổn định. Thấy hai đứa cũng có nhiều điểm tương đồng. Mẹ cũng mong hai con cho nhau cơ hội tìm hiểu ha. Rồi, bạn trai hôm nay đi với ai? Dạ em đi hôm nay đi với anh trai của em ạ. Rồi, chào em. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả và bạn gái đây ạ. Theo anh thấy thì nãy giờ hai đứa chia sẻ về quan điểm sống và những cái mục tiêu sống thì hai đứa cảm thấy rất là gọi là hợp thì vẫn hợp, và gọi là có những cái quy tắc nó bù trừ lẫn nhau ấy, thì có thể là tương trợ tốt nhau trong cuộc sống sau này. Còn về cá tính và ngoại hình thì anh thấy rất là xem nhau ấy. Người dân gian gọi là như thế ta, có tướng hơi vương mặt phu thê đấy. Thì cũng mong hai đứa cho nhau một cái cơ hội là tìm hiểu trước, còn cái chuyện hôn nhân là cái chuyện sau này không ai biết được. Vâng, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, kéo rào lên cho đôi trẻ gặp nhau nha. Mở rào. Rồi. Anh tặng em món quà này. Cái món này là gia đình anh cũng đang làm. Mà nói chung là yêu nhau qua đường bao tử thì nó an toàn hơn đúng không? Chứ còn bông hoa này nọ thì nó tàn. Còn đồ ăn thì anh có thể cung cấp cho em hoài. Thì em nếu mà em không nấu ăn được thì anh qua nhà anh nấu cho em luôn cũng được. Dạ em cảm ơn. Dạ em có món quà tặng anh. Anh đợi em một chút. Đây là cái quyển sách Đàn ông đến từ Sao Hỏa, đàn bà đến từ Sao Kim. Em rất là thích nghiên cứu về hôn nhân gia đình. Em mong muốn là sau này mình có một cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Rồi, có cái mông nó to được chưa? Đủ chưa? Đủ chừng chắc quên luôn rồi chị ơi. Xoay vòng cho bạn gái coi coi, giấu giếm gì đó. Bây giờ mông không to nhưng mà kinh doanh tốt như vậy là được rồi. Em cũng phải học hỏi anh rất là nhiều. Ngồi đi tâm sự, ngồi tâm sự. Em nhận xét cho anh như thế nào trước đi? Cảm nhận anh rất là lanh lợi, kinh doanh giỏi là một điều rất là em rất là thích. Khi hẹn hò thì một tuần anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Em làm ở quận mấy nhỉ? Dạ em làm ở quận nhất ạ. Quận nhất à? Nếu mà một tuần thì có thể anh gặp em 7 lần trong một tuần luôn cũng được. Tại vì anh đi làm khoảng 6-7 giờ thì anh ra, thì có thể đi ăn rồi đi về. Còn em thì có sẵn sàng thời gian đó hay không hay là... Dạ có, em thường rảnh vào buổi tối. Tại vì công việc của em thì ban ngày. Các bạn quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Người ta nói là chồng giận thì vợ bớt lời, mà cơm sôi bớt lửa thì mấy đời cơm khê. Thì nó phải chan hòa như vậy. Thì em nghĩ cái người em cần về cá tính nhiều hơn.
Dạ. Về quan điểm tình yêu của em thì thứ nhất là phải có trách nhiệm với gia đình, thứ hai là phải có cái tính chung thủy, cái thứ ba là phải có hiếu với gia đình. Với em thì gia đình phải là hàng đầu. Giờ em ra em biểu diễn võ thuật cái cho anh coi, anh làm chị nhức đầu quá. Em đấy em. Ủa có em này em làm mẫu luôn hả chị? Có chứ, quýnh võ phải có bạn chứ. Dạ cãi rồi. Giờ anh nắm tay em đi. Nắm tay nào em? Nắm tay này đi. Đấy. Khi mà người ta nắm tay mình như thế này dắt mình đi, mình sẽ có cách. Bên đây là mình không thể nào, mình cứ dằn coi là sẽ thua nè. Tốt nhất cần giật cái là ra, chứ không có dùng dãy. Giật cái cho té cái làm của em. Ví dụ như cái anh đó tấn tới hãm hại sao? Tấn tới hãm hại thì mình có những cái gọi là nơi điểm yếu, nhất là hai bên đây. Chấn thủy, hạ bộ. Hạ bộ đâu? Bây giờ em tấn công. Dạ. Em phải tấn công người ta, người ta mới tấn công, người ta phản kháng được. Em nhào vô coi. Em phải biết tấn công theo hướng nào nữa em chị. Em coi như là mình thấy cái đẹp mình sáp vô mình tấn công đi. Bây giờ anh phải làm gì em chứ? Ờ làm gì đi, làm gì? Không có làm gì sao người ta phản kháng được. Vô đó. Vô đó. 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 Được rồi. Thôi được rồi, được rồi. Rồi. Thử chút thôi. Làm quá cái lỡ tay, lỡ chân, cái mệt luôn, không bấm nút luôn à. Nói tóm lại là có những cái giây phút cũng vui ha. Nhưng mà anh nghĩ rằng qua giây phút đó thì các bạn cũng hiểu nhau phần nào đó cùng với ý kiến của người thân. Bây giờ mình nhắm mắt lại đi. Mình kiểm tra con tim của mình có cùng chung nhịp đập hay không nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi mẹ. Chúc mừng. Rồi nắm tay nhau nào. Rồi nắm tay nhau. Hợp lý ha. Không, rất là dễ thương luôn á. Xin phép mẹ với anh đi. À em cần xin phép bác với anh cho con hùng em á. Thôi chứ. Rồi. Không phải xin em ơi cho anh hùng nha. Dạ. À, đúng rồi. Để không ai bị quánh anh. À ví dụ đó. Đây là những chiếc vé xem phim của Cụm rạp Cineplex 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Việt Nam Cacao gửi tặng 2 bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của 2 bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Gửi tặng 2 bạn. Đây là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalates. Và đây là một phiếu giảm giá 25% của nệm cao su thiên nhiên Vinalates khi mua sản phẩm Vinalates tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, nệm cao su thiên nhiên Vinalates, niềm tự hào cao su Việt. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá là 5.950.000 đồng. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Xin mời hai bạn. Vui ra cặp về vui nhà vui cửa. Rất là dễ thương. Hy vọng rằng hai cặp đôi ngày hôm nay sớm sẽ báo tin vui cho quý vị nha.